thời gian dành cho chương trình Đại Chiến Tà Hồng đã đến rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của ngày hôm nay, đó chính là Hoài Ngân. Anh ơi, có biết điều gì thần đạo trong cuộc sống muôn màu, đem nói cho anh nghe nhé. Anh sẵn nói em đã từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi anh kề bên đường nghe nói cười. Dạ thì em cũng xin kết thúc cái phần hát dạo đầu của em hôm nay ạ. Chào Hoài Ngân, rồi. Đúng là hát vào đầu luôn á. Rất là bất ngờ, thay vì mình chọn xuất hiện như bao cô gái khác thì mình chọn xuất hiện bằng lời ca tiếng hát. Đại Chiến Tà Hồng là một sân chơi mà ở đó các chàng trai và cô gái độc thân cùng đến đây để mong muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Và ngày hôm nay, nữ chính xinh đẹp của chúng tôi là Hoài Ngân. Giới thiệu về mình một lần nữa. Dạ, em xin chào tất cả khán giả trường quay cũng như là anh Hiếu ạ. Thì em là Mai Hoàng Ngân, hiện tại là em 21 tuổi. Quê của em là Nha Trang, hiện tại em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nha, chào đón Hoài Ngân. Dễ thương quá. Dạ. Ước mơ của em khi đến thành phố Hồ Chí Minh là việc là gì? Là em muốn xây dựng một sự nghiệp của em tại thành phố Hồ Chí Minh và cho ba mẹ cuộc sống tốt nhất cũng như là cho em cuộc sống tốt nhất. Quá nhiều ước mơ, đúng không? Dạ. Yeah. Kể quá nhiều ước mơ mà không thấy nói về ước mơ nào dành cho tình yêu hết. Cuộc sống tốt nhất trong đó có tình yêu luôn chưa? Thì nếu là em thì em sẽ ưu tiên sự nghiệp trước, sau đó là tới tình yêu. Nói thì anh cũng không tin, nhưng mà em chỉ trải qua một mối tình đầu cũng như là mối tình duy nhất từ đó tới đây thôi. Một mối tình thôi? Dạ. Ồ, đúng rồi. Mối tình đó là em quen bạn 3 năm cấp 3 của em. Ồ, thì cũng lâu nha. Dạ cũng lâu, nhiều kỷ niệm lắm đó anh. Cấp 3 xong thì sẽ định hướng cho tương lai. Thì em suy nghĩ là hai tụi em không có chung cái định hướng nữa. Em quyết định là thôi, em nói chuyện lại với bạn thì em kêu là bây giờ anh cứ đi theo cái con đường anh chọn, thì bạn là đi Mỹ để du học. Thì em chọn tiếp tục ở Việt Nam với gia đình của em và độc thân tới giờ. Dạ. À, vậy là yêu 3 năm và độc thân 3 năm rồi đấy. Là do em tập trung cho việc học hay do em có những định hướng khác? Dạ thì một phần cũng là tập trung cho việc học mà. Thì em lên đây thì em học, xong rồi em đi làm thêm này kia, thì nói thật ra là nó bị cũng hơi áp lực. Mình đã cảm thấy hao phí trong 3 năm liên tục từ khi chia tay mối tình đầu. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình đã đủ rồi. Mình muốn làm thêm cái gì đó, nạp vào cái gì đó cho nó tươi mới hơn. Để vực dậy một mầm sống tình yêu. Đúng. Dễ thương quá. Cái quan trọng là gì biết không? Anh thích những người bạn trẻ như vậy là tại vì các bạn cứ hay nghĩ rằng là cứ yêu đi, tới đâu hay tới đó. Đó là quan điểm của mỗi người. Nhưng với anh nha, sẽ có những bạn trẻ là mong muốn đạt được cái ước nguyện trong cái giai đoạn nhất định. Ví dụ 18 lên 22 chẳng hạn, sẽ đầu tư cho việc học, sẽ đầu tư cho việc tìm kiếm một tình yêu mới cũng có. Nhưng quan trọng là mình cảm thấy nó phù hợp với mình, tại vì mình muốn chinh phục những cái mục tiêu của mình lớn hơn là tình yêu. Vậy là bây giờ sẵn sàng yêu? Giờ sẵn sàng. À rồi, cho anh một vài cái gạch đầu dòng về cái tiêu chí người yêu của mình coi. Theo em thì em cảm thấy con người em là hơi già so với tuổi, thì em cần một người chững chạc. Chững chạc. Có thể là giúp em định hướng những cái dự định tương lai của hai đứa nè. Dạ. Và có thể tâm sự nói chuyện được với em. Đồng ý. Và đồng ý là nó được làm được nha. Đồng ý. Nó ít làm nhiều. Đúng. Dạ rồi, nhiêu đó thôi. Thì nói chung là người ta đáp ứng đủ ba cái tử tê trong đó thì sẽ ok. Kinh tế, tinh tế và là tử tế là ba chữ tê. Dạ. Khó đấy. Cái tiêu chí cũng khó đấy, nhưng mà khó ở đâu đó, chứ tại Đại Chiến Tơ Hồng thì không hề khó. Vậy thì một tràng vỗ tay để chúc cho Mai Hoàng Ngân đạt được ước mơ của mình. Thưa quý vị, điều thú vị tại sân chơi của Đại Chiến Tơ Hồng chúng tôi luôn tự hào, đó chính là rất là vui mừng được chào đón những người làm cha làm mẹ. Họ sắp xếp hết công việc của mình để đến đây vì con vì cái. Vậy thì chúng ta cùng chào đón hôi đông người thân của nhà gái, xin mời. Dạ xin chào, vì ở giữa chắc là mẹ phải không ạ? Dạ, dạ mời mẹ giới thiệu về mình ạ. Dạ, mình là Hoàng Thu Thảo, mẹ của cháu Hoàng Ngân. Dạ, mẹ có thể cho biết là vì sao mẹ đồng ý cùng con của mình lên một sân chơi truyền hình lớn như vậy để tìm kiếm tình yêu không?
Vì cũng sốt ruột về con gái. Năm nay cũng qua đôi mươi rồi. Chị của Ngân lấy chồng năm 22 tuổi. Ồ, đấy, hèn chi. Bây giờ Ngân 20, 21 rồi. 21. Chuẩn bị đến ngưỡng 22 cho nên mình tranh thủ. Vâng. Để kịp tiến độ. Cái mong muốn về chàng rể tương lai của mẹ như thế nào? Thì cũng muốn con gái mình được một tấm chồng đàng hoàng. Đàng hoàng. Có công nghệ, có ăn việc làm, có sự nghiệp. Là một người biết lo toan cho gia đình. Dạ. Biết lo toàn. Dạ. Cho nên mẹ mới sẵn sàng là bay từ Khánh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình cùng em, đúng không? Dạ. Chào đón mẹ. Xin làm quen với chàng trai kế bên, mời em. Xin chào MC Phương Hiếu. Xin chào các gia đình bên đàn trai và các khán giả thân yêu. Em Vũ, em anh họ của Ngân à. Dạ, anh họ. Em họ của Vũ là cô gái như thế nào trong mắt Vũ? Dạ, nó thì bé thiệt nhưng mà bé thì trước tiên là bé đẹp á. Thấy chưa? Bé đẹp. Em gái mà, em gái họ mà. Thì nói chung là quyền ngoại hình thì đẹp đấy. Nhưng tại vì cũng hơi khó tính. Rất là giỏi, kiếm tiền cũng giỏi mà chung học hành cũng giỏi. Thì bé bây giờ bé vừa kinh doanh nữa. Nó vừa học mà vừa kinh doanh. Kinh doanh dược phẩm. Dạ. Rồi trong chụp hình mà mẫu nữa. Cái tính hơi khó. Dạ, thật ra không phải là em khó đâu. Như nãy em chia sẻ thì Hiếu nghĩ là tại do em có lộ trình cho mình ở cái giai đoạn này. Chứ anh họ đừng lo nha. Hôm nay hãy chọn thật. Chắc chưa đúng gu. Đúng rồi. Điều kiện. Đúng. Ở đâu không có chứ đây có. Dạ. Anh họ yên tâm. Bạn còn lại mời giới thiệu ạ. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc đến anh MC Phương Hiếu và cùng toàn thể các nhà trai cũng như là toàn thể các quý vị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Ngọc Giang, là bạn thân của bạn Hoàng Ngân. Bạn của Giang có phải là một cô nàng dễ siêu lòng trước những chàng trai có ngoại hình nổi bật không? Đối với Hoàng Ngân thì là một cô gái khá là mạnh mẽ. Và đôi lúc thì trong chuyện tình cảm mà thì Hoàng Ngân cũng rất là dễ siêu lòng với những các chàng trai khác bên ngoài. Thưa quý vị, hội đồng nhà gái đến đây gồm những người đều là có những cái cảm xúc và sự hiểu biết nhất định về Hoàng Ngân. Cho nên chúng ta hoàn toàn tự tin là ngày hôm nay họ cùng đồng tâm hiệp lực để tìm cho Hoàng Ngân một nửa tuyệt vời nhất ngày hôm nay, được không ạ? Dạ, một tràng vỗ tay để mời nhà gái vào vị trí bắt đầu chương trình. Dạ, xin mời. Thưa quý vị, như vậy hội đồng nhà gái đã vào vị trí. Bây giờ chúng ta lần lượt làm quen với từng nhà trai đến với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, hãy cùng làm quen với gia đình nhà trai số 1. Chúng ta cùng chào đón mẹ Dung và con trai Hoàng Huy. Nhà trai số 2, chúng ta cùng chào đón mẹ Yến và con trai Khắc Thắng. Gia đình nhà trai còn lại, hãy cùng gặp gỡ với mẹ Mai và con trai Tiến Đạt. Vỗ tay cho ba người mẹ tuyệt vời, thưa quý vị. Cảm ơn ba mẹ nhà trai đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Điều đặc biệt của chương trình, chỉ có những người mẹ nhà trai ngồi đây mới biết con trai của họ như thế nào. Còn tất cả chúng ta, khán giả trường quay cũng chưa từng biết gương mặt của con trai. Riêng khán giả truyền hình thì biết rồi. Đó, cho nên cái điều này mới là điều hấp dẫn và thú vị để mời chúng ta ngay đến với vòng đầu tiên của chương trình ngày hôm nay mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên của chương trình Cục Cưng Hoàn Hảo, tại vì sao nó thú vị? Vì ngay từ vòng 1 Cục Cưng Hoàn Hảo này thì nhà gái phải đưa ra một nhiệm vụ rất khó khăn. Đó chính là dừng cuộc chơi ngay với một gia đình nhà trai mà mẹ nhà gái cho rằng không phù hợp với con gái của mình. Sau khi lần lượt từ nhà trai sẽ giới thiệu về con của mình cùng một khoảng thời gian như nhau. Lúc này các nhà trai hãy chọn giới thiệu những điểm nổi bật của con mình, chiều cao, cân nặng, công việc, sở thích, tính cách hay là những ưu điểm của em, hay đặc biệt là những thành tích mà em có để chứng minh rằng con trai của mình chính xác là cục cưng hoàn hảo. Qua lời giới thiệu này cực kỳ quan trọng để cho nhà gái tham khảo và cân đo đong đếm để đưa ra quyết định cuối cùng. Cho nên ba mẹ nhà trai sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cố gắng lên nha.
Dạ. Một tràng vỗ tay cổ vũ cho các chàng trai ngồi bên trong phòng chờ luôn ạ. Rồi, thưa quý vị, tất cả chúng ta đã sẵn sàng hay cùng hướng mắt về vị trí của mẹ Dung để xem mẹ Dung sẽ giới thiệu về con trai Hoàng Huy như thế nào. Một tràng vỗ tay cho mẹ Dung. Mời mẹ bắt đầu. Xin chào MC. Xin chào nhà gái. Tôi xin giới thiệu, tôi là Dung, mẹ của Hoàng Huy. Con trai tôi sinh năm 1995, cao 1m76, cân nặng 80kg. Yeah. Hiện đang là diễn viên tự do, đẹp trai, không hút thuốc lá, không rượu bia. Đó là đàn ông là cái được cái đó là đúng. Là nhất. Đồng ý. Nhưng mà xin chia sẻ một tí là tôi là mẹ đơn thân, nuôi hai đứa con trai. Chồng bỏ đi từ cái lúc Hoàng Huy mới học lớp 7. Cho nên là em cũng hơi thiệt thòi một tí. Vì hoàn cảnh như vậy cho nên là nói thật chứ con trai tôi rất là có chí tiến thủ, tự lập, thương yêu mẹ và giúp đỡ em. Về cái kinh tế nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình. Vì gia cảnh như thế nên con trai tôi rất trung thủy. Được quá. Năm 23 tuổi thì cũng có một mối tình kéo dài được 2 năm. Nhưng mà vì hai đứa bất đồng về quan điểm về vấn đề tiền bạc á, cho nên là hai đứa chia tay, cho đến giờ này vẫn độc thân. Vui tính. Ham thể thao, ham ca hát. Đấy, để con trai tôi là như vậy. Đối với tôi, con trai tôi là cục cưng hoàn hảo nhất. Dạ mẹ ơi, mẹ Dung ơi, em đang làm công việc chính hiện tại là ca hát hay có công việc nào khác không ạ? Em đang là diễn viên. Dạ. Mà diễn viên tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thành diễn viên nổi tiếng. Dạ. Thì là con dâu sẽ là được hưởng diễn viên chứ, là người chính. Chứ không có phải là ca sĩ. Có biết hát, cao to đẹp trai nha. Cứ nhìn mẹ đây là biết con mẹ này. Chịu, 10 điểm. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Bây giờ rõ ràng mẹ Dung vừa giới thiệu thật tự hào về con của mình. Đây là chàng trai nếu mà sinh năm 95 là năm nay 28 tuổi. Phải không ạ? 28 tuổi là rất là vừa vặn với những gì em mong muốn một người đàn ông chững chạc á. Đúng không? Nhưng mà để xem chàng trai này là diễn viên thì có thể bạn ấy cũng tinh tế. Cũng có thể bạn ấy tử tế. Và cũng có thể bạn ấy có cả kinh tế. Nếu như công việc bạn ấy đều đặn và ổn định. Vậy thì thưa mẹ, mẹ ơi, mẹ Thảo thấy như thế nào với con trai của mẹ Dung ạ? Xin hỏi mẹ Dung là con trai của mẹ Dung đã có mối tình rồi? Có một mối tình đã qua 3 năm rồi. 3 năm nay chưa có mối tình nào nữa. Mẹ. Hôm nay mới xin phép để cho hai đứa tìm hiểu lẫn nhau. Để tham khảo thêm hai gia đình nữa thì rồi, biết. Cảm ơn. Dạ, còn hai bạn thấy sao? Anh họ, với chàng trai con mẹ Dung. Em rất thích. Cái thứ nhất là con hiếu với mẹ. Đúng. Cái thứ hai là thủy chung. Thì hai cái đó em thấy là rất ấn tượng. Còn bạn thân thấy sao nè? Nãy giờ anh họ với mẹ thì cũng đều gạch ra những ưu điểm rồi. Em còn ưu điểm nào khác về nhà trai số 1 không? À, em chơi thân với cả Hoàng Anh cũng lâu rồi. Nên là về cái tính cách của Hoàng Anh em cũng rất là hiểu. Thì con trai của cô có một cái đặc điểm rất là hay. Đó là không có rượu bia và không có thuốc. Cho nên đó là một điểm rất là tốt mà Hoàng Anh rất là thích. Đúng. Nhưng con trai của cô là làm về diễn viên. Thì cho con hỏi một chút là về diễn viên của anh ấy là diễn viên tự do hay là diễn viên là làm tại một cái công ty hay là một talent nào đó ạ? Con trai cô thì là diễn viên tự do. Thì liệu rằng là sau này kinh tế của anh có đủ vững chắc để có thể là nuôi được cô gái Hoàng Ngân của con không ạ? Thì cô nghĩ là với tính cách, rồi với cái tính năng động và cố gắng phấn đấu thì cô nghĩ đến một lúc nào đó thì nó sẽ nổi tiếng. Bây giờ chưa nổi tiếng nhưng mà đến một lúc nào đó sẽ nổi tiếng. Ừ, hoàn toàn có thể, phải không ạ? Đúng rồi. Hoàn toàn có thể. Người ta nói thành công của một người đàn ông là có bóng dáng của một người đàn bà. Đúng. Đấy. Đồng ý. Cô hy vọng rằng con sẽ nâng con trai cô lên là nó nổi tiếng lên luôn thôi. Dạ. Sao con nghi quá, không biết ai lo cho ai nữa cô. Thật ra cứ để đó tham khảo, tại vì rõ ràng là cái việc mà mẹ nói
hoàn toàn không có gì sai. Đồng vợ đồng chồng thì tác biển Đông cũng cạn. Quay trở lại câu chuyện nhà trai số 1 mẹ Dung đã giới thiệu xong về con trai của mình. Bây giờ để xem nhà trai số 2 ở vị trí mẹ Yến sẽ giới thiệu về con trai khắc thắng như thế nào. Một tràng pháo tay cổ vũ cho mẹ Yến. Bắt đầu. Xin chào MC, chào gia đình nhà gái và khán giả. Cháu tên là Nguyễn Khắc Thắng. Năm nay cháu được 24 tuổi. Cao 1m75 và nặng 60kg. Dạ, yeah, tướng đẹp đó. Cháu là ca sĩ tự do. Gia đình thì gồm bố mẹ, một em gái và một anh trai. Có cửa hàng ăn uống ở Thanh Hóa. Cũng về thành tích thì cháu cũng các bài hát cũng các bạn trẻ hiện tại cũng đang rất là yêu thích. Là em có bài hit luôn. Dạ. Yeah. Có là như là 4 bài đó. 4 bài hit luôn. Cháu thì bản tính đều hòa đồng, vui vẻ, hướng ngoại. Dạ. Biết sáng tác. Và rất là tập trung, vui vẻ. Dạ. Và cháu thì tính nhẹ nhàng nên chi rất thân với em gái. Cho nên con trai của mẹ là cục cưng hoàn hảo. Dạ. Và mong nhà gái nếu mà không chọn gia đình tôi thì thật là một sự hối tiếc. Mẹ ơi, mẹ cũng là uống mày Thanh Hóa, mẹ bán món gì vậy? Quán nhậu thôi. Quán nhậu vô quá. Có thể là nhà gái không lo về vấn đề kinh tế của con trai. Thoải mái rồi. Thoải mái ủng hộ. Con trai mày đẹp trai không? Rất đẹp trai, thật phải luôn. Phải nói như vậy mới phê. 1m75 và 60kg thì chuẩn quá rồi. Chuẩn, 10 điểm không có nhưng. Dạ. Cục cưng hoàn hảo. Dạ, yeah, tuyệt vời. Không còn thể nào chê được. Thưa mẹ Thảo, bên kia mẹ Yến vừa flex nhẹ chút xíu về con trai của mình. Yeah. Mẹ Thảo thấy sao? Dạ, xin chào gia đình số 2. Yeah. Thấy chị kể về con trai của chị, tôi thấy con trai của chị cũng được, cũng nhà gái chấp nhận rồi. Bây giờ mong con trai nhà chị có sự nghiệp. Xin hỏi con trai của chị có hút thuốc không ạ? Hơi thôi, hơi nào sáng tác. Coi như căng quá thì chút xíu thôi. Thế dạ. Cháu phải thức đêm, thức khuya nhiều thì chắc phải hút thuốc lá nhiều không ạ? Không không, chỉ là căng thẳng trong sáng tác thì đâu phải lúc nào cũng sáng tác đâu. Tại vì đàn ông mình thì nên phải có biết uống bia rượu và hút thuốc chút đỉnh. Tại vì khi mình đi giao tiếp, anh họ nói cũng có cái lý. Tại vì trên bàn công việc hay là những người đàn ông gặp nhau á, dạ, kiểu gì cũng đưa cái thuốc mời. Dạ đúng rồi. Quan trọng là biết giữ mình dạ, phải không? Dạ đúng. Vậy thì mẹ nhà gái mẹ góc nhìn mẹ như vậy, anh họ thì cũng đồng cảm một phần với con của mẹ Yến. Còn em thì sao? Thật sự ra thì con thấy nó hơi bị phức tạp với cái ngành nghề tự do á. Tại vì nó thật sự là nó bị lông bông quá. Thật sự thì con cũng không biết là anh ấy là làm về ngành ca sĩ. Như lại cô cũng nói là anh ấy đã có những cái bài hát đã rất là hit rồi. Con đang không biết là anh ấy có những cái bài hit nào. Ráng đi mẹ, ráng tập trung. Cô nhớ bài là Thiếu Em Là Đời Anh Không Thể. Sao em nhớ là có cái bài mà Thiếu Em Là Điều Anh Không Thể. Đúng không ạ? Đúng rồi con. Còn bài nào khác nữa không mẹ? Mẹ nhớ như đó. Mẹ nhớ cái bài có tên dài như vậy rồi mẹ hay lắm. Vỗ tay cho mẹ. Nghĩa là sao? Em xác nhận sao? Nghe cái bài đó thì có phải là bài hot hit hay không? Em nhớ được cái tên thì có nghĩa là bài này cũng được phổ biến đó. Dạ đúng rồi, thật sự ra là bài này là cũng đang được phổ biến hiện nay đó. Có một điều nữa con muốn hỏi cô rằng là cô có nói là cô có mở một cái quán ăn, đó là một cái quán nhậu ở ngoài Thanh Hóa. Thì không biết là khi mà lấy bạn của con về rồi thì không biết là lo được gì cho bạn của con ạ. Ví dụ như là mình phải lo được một cái điều gì đó cho bạn của con. Chứ không thôi nhỡ đâu về lấy bạn của con xong là bắt bạn con làm phục vụ quán nhậu. Thì cô làm quán ăn ấy thì cô có tiền mà. Xin hỏi mẹ Yến, con trai mẹ có mấy mối tình mà yêu nhiều chưa? Cháu thì đâu ba mối tình, nhưng mà mối tình cuối cùng đâu là chia tay một năm nay rồi. Giờ mẹ em lên đây để tìm người yêu. Tìm người yêu cho con trai. Dạ. Dạ, thưa quý vị, như vậy là mẹ Yến đã giới thiệu về con trai khắc thắng của mình xong rồi. Còn một gia đình vẫn chưa xuất chiêu. Chúng ta cùng xem là mẹ Mai sẽ giới thiệu về con trai Tiến Đạt như thế nào. Vỗ tay cổ vũ cho mẹ Mai ạ. Mời mẹ bắt đầu. Trước tiên là xin chào MC và tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Và con trai nhà tôi tên là Hà Tiến Đạt. Yeah. Cháu thì cũng mới lên
là sinh năm 2003. Dạ. Ồ, dạ, 20 tuổi. Nhưng mà cháu là năm nay là cao 1m79. Ồ. Nặng dạ. 58kg và đang làm nghề người mẫu tự do. Và cháu vì cái sự ham học và đam mê cho nên cháu đã học thêm năm thứ hai của trường đại học y dược. Ồ, giỏi quá. Dạ. Giỏi quá. Rồi về tính tình ấy, thì nói chung là cháu rất là hòa nhã, chan hòa với lại tất cả mọi người trong cộng đồng. Thế còn cái thứ ba nữa là cháu thì hiện nay là cũng có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là ở trường cấp 3 và đại học. Nhưng bởi vì là các cháu không hòa hợp với lại tính tình của nhau cho nên là cũng đã chia tay cách đây 2-3 năm rồi. Mẹ cháu thì ở nhà nội trợ thôi. Nhưng mà cũng là một cái bàn đạp để cho bố cháu và cháu tiến thân lên làm sự nghiệp. Đúng. Đấy, còn bố cháu ấy thì là dược sĩ cao cấp, có cửa hàng ở quận Bình Thạnh. Cháu thì lại không biết hút thuốc, không có chè rượu gì hết. Vì con trai nhà tôi là một cục cưng hoàn hảo. Tuyệt vời. Chúc mừng cho mẹ Mai vừa giới thiệu về con của mình sau một cách đầy tự hào. Thật sự, đó, thấy chưa? Đâu phải chàng trai nào cũng phải biết chút chút hút thuốc uống rượu đâu. Mẹ Thảo, mẹ thấy sao với cậu con trai của mẹ Mai ạ? Thì thấy con trai của mẹ cũng ngang tuổi con gái của nhà mình. Thì không hiểu con gái của nhà mình thì cháu nó cũng thường thường bằng tuổi thì nó chững chạc, thì nó có chín chắn hơn. Để xem hai cháu gặp mặt thì thấy như thế nào. Cháu bên kia mà không chấp nhận con trai tôi thì thật là một sự đáng tiếc. Dạ, cũng là một sự đáng tiếc. Dạ. Yeah. Anh họ với bạn thân thì sao nè? Em trai đó là một cậu ấm. Một cậu ấm trong gia đình. Đúng không cô? Đúng rồi. Thì một cậu ấm gia đình thì sẽ không có tự lập. Con nhà giàu là cậu ấm đi chăng nữa, nếu không có ý chí, không lo ăn học mà lo ăn chơi là hư nha. Cho nên đây em học hai trường mà. Có nghĩa là em là người tập trung cho việc học, chứ tại sao lại nghĩ là chiều hướng là em không tự lập được? Thật ra thì em cũng rất đồng tình với anh và cũng như là cô. Tại vì một cậu ấm như vậy, thật sự như mà cô đã kể thì thật sự với con là rất là tốt luôn. Rất là tốt luôn. Nhưng mà con trai của cô mới chỉ có 20 tuổi thôi. Chàng trai đấy có đủ sự tự tin để mà lo cho bạn của con hay không thôi. Người ta đã có câu là bằng tuổi ngồi rưỡi mà ăn mà anh. Bạn này rất là quyết tâm, bạn này rất là đầu tư cho cái tương lai của mình. Cho nên mới học nhiều trường như vậy. Chỉ có lấn cấn là cái tuổi đây à, phải không? Cho nên thưa quý vị, rõ ràng là ba nhà trai nào cũng có điểm cộng hết trơn á trời á. Nhưng quan trọng là nhà gái sẽ cảm thấy nhà trai nào nhiều điểm cộng hơn để đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với nhà trai có ít điểm cộng hơn. Vậy thì bây giờ thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Vì như vậy thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Để xem mẹ nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Cho tôi được hỏi hai quân sư hai bên, ý kiến của hai bạn, theo cá nhân của hai bạn thì gia đình nào ít phù hợp hơn? Theo em nghĩ thì gia đình số 1 và số 3. Là tôi đang hỏi về gia đình nào ít phù hợp hơn. Ít phù hợp. Thì với bạn là hai gia đình này ít phù hợp hơn à? Không, hai gia đình này phù hợp. Nghĩa là bạn là gia đình số 2 ít phù hợp hơn? Dạ, tại không dám nói. Dạ, vì sao bạn nghĩ gia đình số 2 ít phù hợp hơn? Em nghĩ là không hợp với bé Ngân à. Tại sao? Cái thứ nhất là em thấy là kinh tế thì nói chung là không bằng nhà số 3. Chưa chắc à. Rồi học vấn không bằng nhà số 3. Tại vì nhà số 3 quan trọng mà hai đứa với nhau. Em trai đó có học vấn tốt. Một dược sĩ sau này chắc chắn là không bao giờ nghèo. Hồi nãy có người nói là không tự lập lắm đấy. Không, tức là tại không. Tức là cậu ấm trong gia đình, tức là sao được cưng thôi. Được cưng thôi, tức là sợ sau này ra bươn chải nó không bằng người mà nghèo. Dạ. Nhưng nếu cậu ấy mà theo như bác cái nói đúng lịch sự á, thì ở number one rồi, số 1 đúng. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ thì á, điều kiện cái gia đình số 3 là có tiền. Dạ. Có học vấn. Ừ. Dạ, gia đình số 2 thì theo con nghĩ là tại vì gia đình đó một hồi xưa
không hợp với bé Ngân đâu. Tại vì anh chàng đó chưa có ổn định. Chưa ổn định, tức là làm nghề diễn viên mà diễn viên tự do, ca sĩ tự do thì khi hát thì khi ca sĩ tự do hát bài có 500 ngàn. Diễn viên hát, diễn viên đi diễn có ngày 200-300 ngàn. Nghĩ sao lo cho bé Ngân được. Theo cô nghĩ là con cô đang biết sáng tác mà. 24 tuổi mà sự sáng tác mà chứa bài hit thì nó khó lắm cô. Thì cái ngành ca sĩ đam mê mà cái việc mà nổi tiếng đâu có mấy hồi đâu con. Dạ, cũng có cô. Nhiều ca sĩ người ta cũng sau này mới nổi tiếng mà. Dạ đúng, nhưng trước tiên, cái đầu tiên gia đình bên tuổi con á là phải có điều kiện trước. Điều kiện thì cô có mà. Điều kiện thì điều kiện của em ấy hết á. Đã đi hát tự do và con thấy đó, đã sáng tác và đã coi như là đã có những cái bài các bạn trẻ cũng rất là thích mà con. Thì cái việc nổi tiếng nó đâu có là lâu đâu. Dạ thì cô nói hồi nãy mấy bài hát của con cô sáng tác á thì bạn này biết. Thực sự con tra Google con không biết luôn á. Con không còn trẻ này con không biết các chứ các bạn trẻ khác thì biết á. Dạ. Biết những bài hát của con cô. Quê là quê quá. Quê là quê ghê. Nhưng mà nói với bé Ngân á, gia đình tụi con thì thực sự là cần cái kinh tế ổn định trước. Mà nghe cô nói thì con rất feel. Tại vì em mới có 24 tuổi thì con bảo đảm chắc là em đó chưa mua nhà được. Là em đó chưa mua nhà được. Với cái tuổi 24 tuổi là chắc chắn chưa mua nhà được. Con bảo đảm một điều đó. Cho cháu thì có cái hướng đó. Nhưng mà dạ. Thì thôi từ từ cô đi. Cô sẽ mua thôi. Cô sẽ mua thôi, cháu cô mua. Dạ thật sự cô thì cô có điều kiện mà. Cô có điều kiện mà. Dạ thật sự thì Dung mua được, nhưng đối thật sự bây giờ nhà ở thành phố rất là cao. Con nói thiệt, con ở thành phố con biết là gia đình muốn mua một căn nhà ở thành phố bây giờ không phải một chuyện đơn giản. Dạ cô, con hiểu không? Cô mua hiểu được không? Cô mua được. Đó là cam kết nhà trai, người ta nói dạ, vậy rồi kết. Cam kết như vậy vì mà. Cô cũng căn bản cũng rồi. Có cửa hàng mà. Ví dụ cô mua được thì cô có lo cho em suốt cả cuộc đời không? Thì em đã có nghề nghiệp rồi thì em phải tự lập chứ, được cô chỉ là nói cái hướng vậy thôi chứ. Ca sĩ thì cô nghĩ là cũng mình cũng chưa biết được là có khi người ta lâu lắc người ta mới nổi tiếng dạ, sao. Dạ có khi một bài hit là nổi rồi. Dạ đúng. Dạ có khi hát sáng tác cả ngàn bài cũng không nổi. Mà tóm là giờ anh họ cảm thấy là mình ít phù hợp hơn. Dạ. Lựa chọn của anh họ là không con... thích. Dạ lựa chọn của anh họ là con của mẹ Yến là thấy ít phù hợp hơn. Đó, cho nên là mình ghi nhận tạm thời là mẹ Yến đang bị suốt một bàn. Bây giờ để bạn thân gỡ gạc lên nè. Rồi, em thật sự ra thì mà nói thì khó chọn của anh ạ. Khó chọn. Vì cả ba mẹ ngồi ở đây thì đều rất là có những người con mà đã có những cái hào nhoáng trước mắt rồi. Cho nên là thật sự là rất thật là không để khó chọn đâu. Anh nghĩ rằng đơn giản như vậy nè, mình cứ đưa lên bàn cân, bên nào ít điểm cộng hơn thì mình dừng cuộc chơi thôi. Góc nhìn của em nghĩ ai ít phù hợp hơn? À, thật sự ra lúc nãy mẹ thứ hai có nói thì con rất là hiểu cái vấn đề của mẹ. Tại vì con cũng sẽ đồng tình với cái quan điểm đấy của mẹ. Tại vì con cũng là người làm trong nghề nên là dù là người mẫu hay là ca sĩ hay là diễn viên thì ai cũng sẽ có một cái thời gian và một cái quá trình để mà mình trải nghiệm thôi. Cho nên là thật sự ra để mà con chọn thì con sẽ chọn là mẹ thứ hai và mẹ thứ ba. Đấy là theo cái ý, theo cái quan điểm của em. Nghĩa là em không chọn mẹ số 1. Dạ. Tại sao? Thì cái này nó cũng khó mà. Ừ, vì sao? Vì sao cảm thấy con của mẹ số 1 không phù hợp? Dạ, như lấy con cũng nói là con của mẹ cũng đã 28 tuổi, cũng là diễn viên. Nhưng mà như lấy cô cũng biết á, thường ca sĩ và người mẫu họ sẽ có một cái tiến triển hơn là về diễn viên một bậc. Tại vì thường diễn viên khi mà anh ấy ra nghề ấy, anh phải mất rất là nhiều thời gian làm ép cha hay là diễn viên tự do thì nó cũng rất là khó, nên con nghĩ là cái sự ổn định kinh tế nó cũng rất là khó cô ạ. Dạ. Nhưng mà là... cô ấy có ý kiến là nhà của cô là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở ngay Hóc Môn đây. Dạ. Thì đã có nhà có cửa đã ổn định rồi thì về là vợ chồng làm nên, lúc lấy nhau mà khó khăn mà sau này làm nên á thì là người chồng mới quý vợ. Tại vì người ta nói là của chồng công của vợ, chồng công vợ. Chứ còn mà đã có sẵn rồi mà mình mới lấy thì về cũng nói thẳng ra thời đại này ly dị nhau là nhiều lắm à nha. Yeah. Cho nên là con cô
Mặc dù là tại vì hoàn cảnh gia đình của cô nó như vậy, ba nó bỏ đi sớm quá, bây giờ nó không muốn đi vào xe buýt xe đổ của ba nó, thì nó cố gắng lên. Và nếu mà lấy con cô á thì cái sự chung thủy là trên hết. Mà bây giờ nói thật chứ, về mà đi làm về mà được chồng lo cho từ bữa cơm, rồi chồng lo cho từng cái này là nó còn sướng hơn là cái việc những việc khác chứ. Chỉ còn sinh ra đã không ai hòa hợp với ai cả. Mỗi dạ người đúng. Một tính một cách, mỗi gia đình giáo dục con một khác. Thì dạ làm sao đúng. Hòa hợp được. Nhưng mà vì nhau thì mình sẽ thay đổi. Thế dạ. thôi. Thì cô là có ý cô như vậy. Thì dạ vâng. Cái đó là cô muốn là con suy nghĩ cho nó kỹ. Quan trọng người ngồi ở giữa. Đó. Thật ra thì... Thảo nãy giờ. Người từng trải, người kinh nghiệm đầy mình, và đặc biệt là người đến đây với nhiều cái tiêu chí để mong muốn tìm cho con mình một người bạn trai lý tưởng. Ngay bây giờ mẹ sẽ đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với gia đình nào. Xin mời mẹ bắt đầu. Hiện đang là diễn viên tự do, đẹp trai. Cháu là ca sĩ tự do. Con trai của chị có hút thuốc không ạ? Hơi hơi thôi. Làm nghề người mẫu tự do và học thêm để học y dược. Người mà chúng tôi quyết định chia tay ngay lúc này là gia đình của mẹ Yến, con Khắc Thắng. Dạ, lý do vì sao thưa mẹ? Thấy gia đình của mẹ Yến là gia đình ở xa quá, con trai lại hay hút thuốc thì cháu không có phù hợp với gia đình. Dạ, nghĩa là mặc dù mẹ Yến có nói là con trai chỉ hút thuốc một ít thôi, nhưng mà mình vẫn không chịu. Dạ. Dạ, mẹ Yến thấy sao với quyết định dừng cuộc chơi? Mình rất là buồn, tại vì đâu có xa gì đâu, chỉ là... đi có tiền đi máy bay là tích tắc 2 tiếng đồng hồ sau là tới rồi. Yeah. Và có thể là tôi cũng có điều kiện để mà lo cho con tôi ở trong thành phố mà. Nghe tiếng nói về xa quá rồi thấy cũng ngại cho con gái mình. Vâng, chị thông cảm. Thôi thì nghĩ là cái duyên rồi, nhưng mẹ đừng lo. Con trai của mẹ đẹp trai không? Quá đẹp trai. Quá đẹp trai đúng không? Đợi xem. Thưa quý vị, khi Khắc Thắng, con trai của mẹ Yến, quá đẹp trai xuất hiện tại đây, có làm cho nhà gái thay đổi ý định hay không? Đúng đừng rồi. Đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại và giờ đây có lẽ quý vị đang chờ đợi xem Khắc Thắng có một dung mạo như thế nào mà mẹ Yến tự hào khẳng định rằng con trai của mẹ quá đẹp trai, và liệu rằng nhà gái có hối tiếc hay không? Hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu và chào đón Khắc Thắng. Người cất bước chẳng nói lời nào, chẳng xem anh ra sao phải không? Cô đơn giữa trời hoàng hôn phía Tây, chẳng còn thấy nhau. Sao mối duyên em bỏ lại, chẳng mang nỗi đau. Lý trí đã dần quên, dẫu muôn kiếp ngàn lần vẫn mãi luôn luôn chờ người. Chào em ạ. Dẫn mẹ lên trên đó. Ồ, sao vậy? Rồi đó. Sao tự nhiên gật gù liên tục vậy? Sao? Cảm xúc giờ nó khó nói. Cảm xúc sao mà khó nói? Mẹ không hiểu ý em. Mẹ không hiểu ý em hả? Em là hồi nãy trong lòng em là dự định là mẹ số 2 là ở lại với em. À. Ờ, em xong rồi mẹ lỡ số 2 thì em hơi trong lòng hơi có cấn cấn buồn nãy giờ. Ừ. Tại em thấy anh này em buồn nữa. Trời ơi, rồi Thắng ơi. Dạ. Nào, chưa gì hết trơn là em chiếm được cảm tình ít nhiều rồi đấy. Đâu, giới thiệu lại cho mẹ nhà gái được biết xem. Lần đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào tới gia đình nhà gái ạ. À, tới bạn Hoàng Ngân ạ. Và tới anh Hiếu ạ. Ừ. Thì em xin giới thiệu thì em tên là Khắc Thắng ạ. Mẹ em là Yến ạ.
Em năm nay 24 tuổi ạ. Mẹ em thì sinh năm 1975 ạ. Nãy giờ nhà gái dừng cuộc chơi với mình với lý do thứ nhất nhà xa. Dạ. Thứ hai là em có một chút hút thuốc. Vâng. Cho nên vì lý do đó mà dừng cuộc chơi với em thấy sao? Em thấy cũng hơi buồn. Tại vì là đến đây để muốn giành người yêu mà người yêu lại không thuộc về mình. Chắc là do bên nhà nữ kỹ tính quá. Em một cái lỗi nhỏ về hút thuốc thôi nhưng mà vẫn không được chọn. Em cũng chấp nhận vậy. Thì người ta có câu là muốn thì tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do. Thì em có thắc mắc là ví dụ như là anh thích em đúng không? Thì tại sao anh không tìm cách thuyết phục mẹ em? Thì nói con hút thuốc cho em chút xíu là do chung là căng. Thuốc thì anh có thể anh bỏ thuốc được. Khó bỏ lắm nha. Gặp sáng tác lên chứ. Sáng tác là cứ buồn buồn rồi sáng tại lúc đấy là chưa có bạn gái. Chứ bây giờ có người yêu rồi, nghĩ tới chuyện kết hôn thì em sẽ cố gắng hết sức để bỏ thuốc lá. Cháu thì cũng luôn luôn cố gắng vì tương lai của con gái bác và cháu. Cháu mong là bác đổi ý để cho cháu và em được đến bên nhau. Bây giờ cháu sẽ xin hứa sẽ bỏ thuốc lá ngay lập tức nè. Đấy, rồi điều thứ hai nữa là cháu sẽ cố gắng để mua một căn nhà trong thành phố Hồ Chí Minh để đưa con gái bác về chung sống với cháu. Thời gian không còn nhiều nữa. Chương trình xin được hỏi mẹ Thảo đưa ra quyết định cuối cùng. Mẹ Thảo có thay đổi quyết định dừng cuộc chơi hay không? Mẹ thấy không thay đổi. Vậy thì anh rất tiếc, ở vòng này quyết định hoàn toàn là của mẹ. Cho nên anh nghĩ rằng là cái sự thuyết phục của em nó chưa có đủ đô rồi. Vẫn còn hai gia đình nữa con. Đúng rồi em. Mình hãy kén chọn đi. Suy nghĩ xa chút em ơi, em gái. Suy nghĩ xa chút. Vì có cơ hội lên đây, mình cứ được cơ hội thì mình cứ phải lựa chọn. Vậy thì rất tiếc phải chia tay với mẹ Yến và em Thắng ngay tại đây. Dù là Ngân đây đang rất muốn giữ lại nhưng sự thuyết phục của Ngân không đủ đô đối với mẹ. Và mẹ Thảo vẫn giữ quyết định của mình là chia tay với Thắng. Và thì xin công bố mẹ Yến và Thắng phải rời khỏi chương trình. Chúc cho mẹ Yến và em Thắng nhiều sức khỏe cũng như gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn vì đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, hai gia đình nhà trai còn lại là hai gia đình xuất sắc đã đến với vòng tiếp theo của chương trình. Mặc dù rất tiếc, nữ chính của chúng ta là Hoàng Ngân đã ra sức thuyết phục mẹ, nhưng mẹ vẫn không đổi ý để dừng cuộc chơi với gia đình khác. Vậy thì cùng hai gia đình còn lại, chúng ta đến với vòng tiếp theo mang tên Đại Chiến Tơ Hồng. Thưa quý vị, hân hạnh chào đón quý vị đang đến với vòng tiếp theo mang tên Cục Cưng Hoàng Hảo. Cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón Hoàng Huy. Đôi môi thắm nồng, má em mân hồng. Em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai dòng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi người ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là những rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Yeah. Em mời em ấy lên trên đó cho anh hiểu. À vâng. À, đây lên trên đó. Thưa quý vị, Hoàng Huy, con của mẹ Dung đã xuất hiện tại đây. Bây giờ mình vô thử thách luôn ha. Dạ. Rồi, một phút để mình chia sẻ những điều chân thành. Một phút bắt đầu. Em xinh quá. Dạ, cảm ơn. Chỉ cần em chấp nhận anh thôi, em kêu anh làm gì anh cũng làm. Kêu anh nhảy vào biển lửa, lên cung trăng lấy mặt trăng xuống cho em, anh cũng sẽ lấy. Dạ, còn hết. Thời gian. Hôm nay mình gặp nhau cũng là cái duyên á. Sau ngày hôm nay chúng mình sẽ có nhau. Hết giờ. 30 giây tiếp theo là không nói, chọn một hành động để chinh phục Hoàng Ngân. Sẵn sàng chưa? 30 giây bắt đầu. Trời ơi. Lấy rồi kìa. Ờ, dạ. Không được.
Dạ, hết giờ. Trời ơi, ta trao trái tim, có lấy trái tim ta luôn. Mà cầm như thiệt chứ đó. Thôi, cầm y như thiệt vậy đó. Phải không? Rồi ông kia không cho lấy. Ông kia bắt trả lại. Thưa quý vị, như vậy là Hoàng Huy vừa trải qua 1 phút 30 giây. Chỉ biết chúc em may mắn thôi. Bây giờ mình tạm thời vào trong để cho Hoàng Ngân gặp gỡ bạn còn lại nha. Một tràng pháo tay cho Hoàng Huy ạ. Thưa quý vị, vừa rồi là Hoàng Huy. Ngay bây giờ cùng xem Tiến Đạt xuất hiện tại đây với diện mạo như thế nào. Cùng gặp gỡ Tiến Đạt. Cõi này hôn đi chứ đừng làm ý. Mỗi này hôn đi chứ đừng làm ý. Vì thương là thương, vì ghét là ghét, cứ sao em cứ yêu như vậy. Chào bạn. Ủa? Em chỉ ngắn gọn vậy thôi ạ. Xin chào mẹ bên nhà gái, xin chào bạn gái, xin chào anh Hiếu và xin chào tất cả các khán giả ở đây. Em xin tên là Hà Tiến Đạt, hiện tại em là một sinh viên, cũng là một bạn tự do. Hãy đi xuống đây mời Hoàng Ngân lên vị trí đó giùm anh Hiếu. Dạ vâng. Đã. Rồi. Sao tự nhiên hai đứa mặc cái tông đồ cũng hợp hợp nhau ha. Nhớ nha, mình có 1 phút đầu tiên để nói, muốn nói gì cũng được. Chỉ trong 1 phút thôi. Thời gian 1 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Ê, anh tính nhạt nhò cho nên không có chuẩn bị quà cáp cho em. Thì anh chỉ có đem tấm lòng này tặng cho em. Nếu đó là một tình yêu thì em có thể đón nhận. Sẽ là một tình yêu đẹp nếu em bỏ anh vào trong tình yêu của em. Nếu mà bước sang xuống với đoạn đường sau thì anh có thể cùng em nói tiếp đoạn đường của em. Và cùng nắm tay em đi đến những nơi bình yên. Cũng không có lời nói hoa mỹ gì. Anh chỉ biết là trao một tấm tim, một trái tim chân thành đối với em. Nếu em đồng ý là người yêu của anh. Dạ, yeah. Được đó. 1 phút đã trôi qua. Tiếp theo là 30 giây mình không có nói nữa. Mình dùng một hành động chân thành để thuyết phục và chinh phục Hoàng Ngân nha. 30 giây dành cho Tiến Đạt, bắt đầu. Khoái khoái rồi, bảo khoái rồi. Hết giờ. Thưa quý vị, như vậy là Hoàng Huy và Tiến Đạt đã vượt qua thử thách của mình. Một điều đặc biệt diễn ra tiếp theo sau đây, đó chính là hai chàng trai này sẽ quay trở về bên hai người mẹ thân yêu để trình đến hai món bảo bối thuyết phục gia đình nhà gái. Hai món bảo bối đó là gì? Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, đây là phần trình bảo vật của hai gia đình nhà trai. Mẹ Dung và mẹ Mai đã sẵn sàng để trình món bảo bối cùng với phần thuyết trình để tìm thêm những đồng cảm cũng như những cảm xúc tích cực từ phía gia đình nhà gái. Giờ đây, theo quy định của chương trình, thưa mẹ Dung và mẹ Mai, Phương Hiếu sẽ được phép khám phá món bảo bối này để gợi ý cho gia đình nhà gái cùng đoán. Dạ, mẹ Dung hay mẹ Mai muốn Hiếu tới trước ạ? Mẹ này, mẹ này. Mẹ Mai nhường cho mẹ Dung ha. Vậy Hiếu xin phép tới phần vị trí của mẹ Dung. Dạ rồi. Dạ thưa mẹ Dung, Hiếu xin phép khám phá. Chưa thấy gì cả. Có một cái vật dụng, một đoạn dài dài, khía khía, hình giống như một cái vật dụng mà chúng ta để vào nhà đấy. Đây là gì ạ? Mời nhà gái cùng đoán ạ. Một đầu nó là hình chữ nhật, hình vuông nhỏ gì đó, kết nối với một đoạn dài. Chìa khóa. Chìa khóa. Khéo nha. Đó là gì ạ? Anh họ nó chìa khóa đúng không? Chìa khóa. Đó là chìa khóa. Dạ mời mẹ. Mẹ Dung ơi, hãy thuyết trình vì sao mẹ mang món bảo bối này đến chinh phục nhà gái. Mời mẹ bắt đầu. Thưa nhà gái, tôi mang cái chìa khóa này đến làm củ hồi môn cho con trai với con dâu một căn nhà ở Hóc Môn. Đấy, vì là mẹ con tôi là dân gốc Hóc Môn mà. Rồi với lại một cái thông điệp nữa là giao cho con dâu là cái tay hòm chìa khóa khi chưa có vợ. Là nó là con của mẹ. Đúng. Khi có vợ rồi, nó là của con. Đúng. Dạ. Tuyệt vời. Thưa mẹ Thảo, mẹ Dung mang đến đây một chiếc chìa khóa.
không chỉ tượng trưng cho một của hồi môn dành cho hai em nếu mà hai em về với nhau, nó còn tượng trưng cho chìa khóa tình yêu cùng với tài sản của gia đình là cái nhà của em Ngân luôn. Ý mẹ phải không? Đúng rồi. Được quá, cảm ơn mẹ Dung. Mẹ Dung đợi chút xíu, Hiếu qua vị trí mẹ Mai nha. Dạ. Rồi, thưa mẹ Mai, bên kia đem tới món bảo bối không có gì nhiều ngoài cái chìa khóa với của hồi môn là căn nhà. Bây giờ Hiếu khám phá bảo bối của mẹ Mai nha. Dạ. Mạnh hay nhẹ tay ạ? Cũng bình thường ạ. Bình thường sao cũng được ha. Dạ. Dễ chịu, dễ thương quá. Rồi, dạ mình cùng đoán nha. Tròn, cứng, xuống dưới thì bự hơn xíu. Xuống dưới thì bự hơn. Không, xuống dưới là bự đều, bự đều. Khoảng, để coi. Ồ, ngắn dữ em trai. Như đây thôi. Tầm mười mấy cm thôi. Mình đoán là gì ạ? Nó giống như là một vật dụng rất quen thuộc trong tủ y tế của từng gia đình. Là gì? Chắc là hộp thuốc á. Có thể. Mẹ và gái nghĩ như vậy không mẹ Thảo? Mẹ cũng nghĩ như vậy. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Em thấy cái hũ rồi. Hũ đựng vàng, tại đây có nhà thì phải có vàng chứ anh. Có thể. Đúng không? Không thể nào để chịu thua được. Mở ra một hộp mắm ruốc, thêm một ký xoài sống là coi như ngon lành cành đào. Mở. Chắc phải đưa cái hộp này đi giám định. Tại cũng không biết trong đó là cái gì. Dạ, gửi ra cho mẹ Mai. Dạ. Vì sao mẹ Mai mang một chiếc hộp giống như hộp thuốc để trình bày cho gia đình nhà gái? Mời mẹ. Kính thưa gia đình nhà gái, tại vì con trai tôi là học dược năm thứ hai, y và dược. Yeah. Thế là một cái thứ hai nữa là gia đình tôi thì lại có một cái kinh tế thu nhập một tháng 200 triệu để cho con trai tôi sau này nó thừa hành. Và cái thứ ba nữa là gia đình tôi là có cửa hàng chứ không phải đi thuê. Đấy, và cái thứ ba nữa là cái hộp này là trong đấy nó chứa đựng rất nhiều vitamin tổng hợp tốt cho sức khỏe mọi người. Nếu như bên kia của hồi môn là một căn nhà thì bên đây của hồi môn chính xác là tiềm lực tài chính và tương lai vững chắc của cậu con trai của mẹ Mai. Cảm ơn đi nha. Dạ. Cho phép Phương Hiếu về vị trí của em Hoàng Ngân. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy khó chọn. Bây giờ, cảm ơn hai món bảo bối này để chúng ta cùng đến ngay với phần quyết định để mẹ nhà gái từ đó đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Đó là hai gia đình nhà trai sau khi tạm cất hai món bảo bối, chúng ta phải đưa ra những lập luận để thuyết phục gia đình nhà gái. Vì sao không nên lựa chọn cậu con trai gia đình đối phương để cho phép hẹn hò cùng với Hoàng Ngân. Hai gia đình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi. Vậy thì quý vị đừng đi đâu nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với màn đại chiến tơ hồng. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đây hứa hẹn là một màn đại chiến tơ hồng tưng bừng của tối đêm nay. Khi hai gia đình, con của mẹ Dung và con của mẹ Mai, chàng trai nào cũng có đầy đủ những điều kiện để có thể đến với gia đình của mẹ Thảo, đặc biệt là mang lại cho em Hoàng Ngân một lựa chọn xứng đáng. Vậy thì để xem màn đại chiến tơ hồng cuối cùng này, gia đình nào sẽ thuyết phục được gia đình nhà gái vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương. Thời gian dành cho hai gia đình một tràng vỗ tay bắt đầu. Thì gia đình mẹ Mai thì là đúng là nhiều tiền lắm của thật, nhưng mà con trai trẻ quá. Thứ nhất là, thứ hai nữa là đang phụ thuộc vào cha mẹ nhiều quá. Cái đó là của cha mẹ cho chứ con trai cũng chưa làm nên mà. Thứ hai nữa là khi mà mới đầu chương trình á, thì có nghe phía bên nhà gái nói chọn một người lớn tuổi, chững chạc. Thì con trai của tôi năm nay 28 tuổi là chững chạc rồi. Nếu chọn con trai của tôi thì sẽ có một bờ vai vững chắc và con trai tôi rất trung thủy. Tuy rằng con tôi nó ít tuổi nhưng mà nó có ý chí phấn đấu vươn lên. Nó lại làm người mẫu tự do, cho nên rằng
nó sẽ sẵn sàng lấy cái tiền đó để nó vươn tới học hành của nó, không dựa vào gia đình, không dựa kinh tế vào gia đình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con tôi nó trẻ, nó còn sự phấn đấu lên rất nhiều, cho nên rằng bên kia thì nói chung là cũng đã 28 tuổi rồi mà đã làm người mẫu và ca sĩ chỉ có thời thôi, chứ không phải là lúc nào cũng lên được như vậy đâu. Bên con tôi á là diễn viên đàng hoàng nha, nhà cửa rồi. Bây giờ nếu trái tim hai người rung động thì về với nhau. Một khi mà con trai nó đã lập gia đình thì nó sẽ vì vợ nó sẽ cố gắng rất nhiều. Thưa nhà gái, tôi có ý kiến này. Nó cũng là người mẫu, nó cũng kiếm ra tiền. Và gia đình tôi là có cửa hàng để cho cháu tự vươn lên, chứ không phải rằng phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Con trai bên này tuy là có nhà, nhưng mà có khả năng tự mình kiếm tiền ra không để mà sau này tiến lên sự nghiệp. Chứ còn bây giờ mà có cái nhà mà không cố gắng, không có nghề nghiệp vững chắc thì cũng bao nhiêu cũng hết. Thì con trai tôi vẫn nói là nó làm nghề diễn viên tự do mà, chứ nó đâu có ở nhà đâu. Rồi một khi mà lấy vợ thì khó sẽ ló cái khôn. Thì khi đó vì vợ nó, vì con nó thì nó phải bươn trải, ví dụ như làm show này thì sẽ làm thêm show khác, rồi kiếm việc này rồi làm phụ thêm việc khác thì nó sẽ tốt lên thôi. Tôi ấy thì quan điểm của tôi là như thế này này, nhà tôi có kinh tế, nhà tôi có gia đình hẳn hoi, không phải đi thuê, không phải mướn ai hết. Cho nên là từ đó nó đã có cái vững chắc và nó tự bản thân nó sẽ vươn lên. Và sau này nó sẽ kế nghiệp của bố nó. Tôi biết con chị là diễn viên tự do, nhưng khi vô tuyến truyền hình thì tôi có thấy con chị lên vô tuyến đâu. Cho nên là thôi, không nói nữa. Theo tôi nghĩ thì trái tim nó có cái sự rung động riêng của nó. Nếu mà mình thương nhau thì mọi khó khăn mình sẽ vượt qua. Còn con của chị á là con một, mà con một là thường thường là người ta nói là cục cưng, cục ấm, cậu ấm á. Rồi thì hỏi chị, nếu mà hai bên xảy ra mâu thuẫn, chị binh con trai hay chị binh con dâu? Không, tôi không binh con trai tôi, mà tôi là người mẹ chồng đứng ở giữa, gọi con vào hỏi xem rằng là đứa nào gây ra mâu thuẫn, của đứa nào sai, đứa nào trái. Mình phải phân tích cho nó hiểu có nên như vậy hay không. Nếu đứa này bị lỗi phải xin lỗi chồng, mà chồng mà có lỗi phải xin lỗi vợ. Thôi à. Nhưng mà như thế này này, người ta nói là bàn tay ta làm nên tất cả, của đó là của cha mẹ mà. Khi thường thường thời đại bây giờ nói thật chứ cái phần trăm ly hôn nó nhiều lắm. Về nhỡ may mà không ở được thế là ly hôn, vợ là ra đi tay trắng thôi, còn đó là của cha mẹ nó chứ đâu phải của nó. Không, không phải. Gia đình tôi không có quan niệm như vậy. Bởi vì đã là vợ chồng, mình phải thương con người ta như con mình. Không có phân biệt là dâu hay dai hay là chia cho đứa này phần này hơn, chia đứa kia phần kia hơn. Không có. Thì dĩ nhiên là ai cưới dâu về thì cũng thương con dâu mình hết á. Nhưng mà trong cuộc sống mà mâu thuẫn xảy ra mình không thể lường trước được. Còn con trai tôi này, nó làm nghệ thuật thì nó dễ chia sẻ với nhau hơn, dễ thông cảm với nhau hơn. Ví dụ như có đi về khuya tí, đó là vì công việc. Chứ nhỡ may mà lấy chồng mà không cùng nghề nghiệp á, đi về khuya nó là ê hôm nay đi đâu. Tôi nói chị nghe, con tôi nó cũng là người mẫu tự do, nó cũng ở giới nghệ thuật, chứ đâu có phải là nó người ngoài. Ngoài 20, mới khoảng cỡ 21, 22 đi, đổ lại chị đó là nó chưa có chín chắn lắm. Chị nói như vậy là không đúng. Bởi vì chị có bảo con tôi trẻ, thế nhưng mà con dâu tôi bây giờ nếu như chúng nó thành vợ thành chồng thì cũng ngang tuổi nhau, chúng nó hòa hợp với nhau thì là nó sẽ bỏ qua hết tất cả, sẽ đúng, rất là hạnh phúc. Nhưng mà thường thường nam lớn tuổi hơn thì nó hay nhường nhịn vợ hơn. Không có đâu chị ơi. Đấy, hay nhường nhịn vợ hơn. Phụ nữ ít tuổi hay ngang tuổi với chồng á, là khi có được một vài đứa con rồi thì sẽ mau già hơn chồng. Thì khi đó chồng không biết là sẽ như thế nào nữa.
Chưa chắc. Bởi vì sao? Càng cùng tuổi, chúng nó cùng trang lứa nhau, mặc dù con gái nó có già dặn hơn, nhưng mà nó sẽ thông cảm với chồng nó. Thứ nhất là gì? Trẻ. Thứ hai là đẹp trai. Thứ ba là người mẫu. Đó. Thì con tôi cũng, nó đâu có thua gì đâu. Không, con tôi vẫn đẹp hơn, trẻ hơn. Thế bây giờ ưu điểm hơn. Ừ. Phép nhà gái, xin phép con gái. Bây giờ con cô chỉ có thế thôi. Bây giờ nếu con yêu bằng cái trái tim của con, cái tim của con mách bảo, thì con chọn yêu người ta, để yêu nhau mới lúc cũng đèo, mới sông cũng lội, mới đèo cũng qua. Đâu có yêu nhau là cứ vì là có nhiều tiền mới yêu, gia đình nhà này mới yêu. Đó là mình yêu của nhà người ta chứ đâu phải yêu con người ta. Dạ. Chị như thế là chị khinh rẻ nhà gái. Tức là nhà gái lúc nào cũng đều đều như nhau. Nhưng mà nếu mà như thế là chị khinh nhà gái không có tiền, khinh nhà gái không có tiền bằng gia đình nhà chị. Không, đây không phải khinh, mà mình đang nói về cái tình yêu, cái tình cảm. Nếu nó đến được với nhau bằng trái tim của nó thì vẫn hơn là nói là tôi chọn một người gia đình mà đã có tài sản sẵn rồi. Nó khác chứ. Mình yêu nhau đến khi mà hai bàn tay mình làm nên thì cái tài sản đó và cái tình cảm của người chồng đối với vợ nó sẽ khác. Khi mà mình chọn cái người chồng mà người ta đã có sẵn rồi thì là nó, cái tình cảm của người chồng đó sẽ khác. Còn khi mà cùng nhau vượt lên sẽ tôn trọng vợ và sẽ thương vợ hơn vì đã từ khó khăn mà đi lên. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Gia đình có điều kiện rồi tôi cho con tôi thì cái đó ai chẳng nói làm được. Đấy, tôi cũng cho con tôi, nhưng mà tôi cho con tôi là cái tự do. Hai đứa tìm hiểu nhau, nếu cảm thấy hợp với nhau thì mình đến với nhau. Nếu mình đúng cái tim của mình rung động với nhau, tôi nuôi con đơn thân. Đấy, thì bằng cái tình thương của người mẹ dành lại cho con thôi, chứ không bằng cái tài sản. Chứ như là có cả vợ cả chồng thì nó khác rồi. Còn đằng này mà có một mình mà nuôi được con nó trưởng thành, đó mới là cái vấn đề để cần nói. Chứ còn nói tôi có chồng tôi là làm thế này thế kia rồi, gia sản của tôi thế này thế kia thì là con có sẵn hết cả rồi. Ha con ha. Nói thẳng ra mà nói là bây giờ phụ nữ bây giờ là 4.0. Cho nên cái gì cũng là thực tế. Ví dụ bây giờ gia đình nhà tôi có đầy đủ kinh tế thì bây giờ lấy con dâu về thì con dâu chỉ việc ăn và tự học tân tiến lên để kiếm tiền. Mà cái phần kiếm tiền đó là của hai vợ chồng nó để riêng. Còn gia đình tôi chỉ bước đầu là chỉ cho dựa vậy thôi. Đó. Bây giờ thời buổi nào rồi mà làm gì còn có túp nhà tranh hay trái tim vàng nữa. Không, thì bên đây vẫn tạo điều kiện ngay từ đầu là một căn nhà an cư là sẽ lạc nghiệp. Mình có nhà rồi, rồi bây giờ đứa nào cũng có việc làm cả thì về mình lo mình làm mình ăn chứ. Chị nói là con chị cho con chị một cái nhà có công việc tự do không ổn định thì làm sao mà sau này nó làm cái gì để nó tiến thân lên. Tuy nhà tôi giàu nhưng mà tôi không cho con tôi nhà mà cho con tôi một cái kiến thức rất là vững chắc để sau này nó cứ thế là nó tiến lên thôi. Dạ. Bên tôi á thì con tôi là nó thiệt thòi, nhưng mà vì không có cha nên nó rất cố gắng hết sức luôn á, làm việc này rồi làm thêm việc khác để lo cho bản thân mình tự lực cánh sinh đi lên đó. Cho nên là bây giờ nếu mà nhà gái mà thương về cái hoàn cảnh, ở đời cũng đâu có ai cũng cứ chọn giàu mới lấy đâu, mà người ta từ hai bàn tay trắng người ta làm nên tất cả đó. Bên tôi thì con dâu nó về không phải là cho nó cái nhà mà cho nó một cái kiến thức vững chắc để cho nó sau này nó vươn lên tới đỉnh cao là một. Thứ hai là tôi muốn nói là đây là gia đình nhà tôi có cả vợ cả chồng, có một cái kiến thức rất là vững vàng và có nhà, ở nhà bán thuốc không phải thuê. Còn một mình bên chị là mẹ đơn thân, làm sao mà có thể sánh được với gia đình nhà tôi. Vậy sao con? Mình theo mình thì sao? Nếu như bên nhà gái
người ta khó khăn quá và người ta ham giàu quá thì mình làm sao? Cố thuyết phục người ta. Cố thuyết phục người ta. Bây giờ mẹ đã thuyết phục rồi, đến lượt con thuyết phục. Đúng, hai chàng trai nhập cuộc. Bây giờ đến lượt con nha. Hai em thấy bạn trai, gia đình đối phương có điều gì mà hai em cảm thấy rằng có thể thuyết phục được nhà gái không chọn? Mời hai em, nãy giờ hai mẹ đã quá nhiệt liệt để có thể bảo vệ hai em rồi. Bây giờ tới phần của hai em, xin mời. Mình thấy bạn còn quá trẻ, có thể là chưa chín chắn. Mình trẻ nhưng mà tài chính mình ổn định, còn bạn tới giờ thì tài chính bạn có ổn định chưa? Dạ, em cũng do là em bị tổn thương tâm lý á, nên là có khoảng thời gian em sống cũng kỳ lắm. Em nhốt mình trong phòng nên là cũng bỏ phí khoảng thời gian đó. Giờ nếu mà có thể thay đổi thì em sẽ học nghề để chăm lo cho bạn. Nhà em cũng đủ sống nên là cũng không khó khăn mấy. Em có thể làm lại từ đầu. Không có tuổi nào là trễ hết trơn trọi á. Quan trọng là em nhận ra cái điều đó sớm hơn không? Tại vì giờ đây em phải biết là em gánh vác trên vai trọng trách của một người đàn ông trong gia đình, không chỉ để cho mẹ yên tâm đâu, mà còn cho cả người vợ tương lai của em yên tâm. Cho nên rõ ràng nếu mà em đang dùng cái lý luận bên kia là vì bạn ấy còn trẻ quá, thì bạn ấy đang hơn mình ở chỗ là cái công việc và định hướng tương lai của bạn đang tốt hơn mình, phải không? Còn em, nếu mà em đã thú nhận về việc em đã từng có khoảng thời gian em bỏ bê bản thân mình vì cái hoàn cảnh gia đình, thì mình có quyền đứng dậy từ cái thất bại đó mà, có gì đâu, phải không? Hãy thuyết phục gia đình nhà gái, cho thấy cái sự quyết tâm và nỗ lực của mình để nhà gái trao gửi niềm tin cho mình, thế thôi. Dạ, con mong cô, anh và bạn thân của bé có thể chấp nhận con để con có được cái mối tình tuyệt vời này. Dạ, bây giờ hoàn cảnh của gia đình con không bằng bên kia, cũng có khoảng thời gian con bỏ bê bản thân nên là mọi thứ con đang tụt dốc, nhưng con có ý chí, con có thể cố gắng vì vợ tương lai của con. Tới em. Anh thì không có muốn nói là nó hoa mỹ hoặc là tài sản ở đây. Quan trọng là trái tim của em hay chọn đúng nơi mà em muốn. Còn con sẽ khẳng định với bác, thì con gia đình đã trao dồi kiến thức cho con và con tận học hai cái bằng để trao dồi nhiều lĩnh vực cho con, thì con sẽ khẳng định với bác là con đầy đủ niềm tin và vững bước để chào đón một người cô gái đến với gia đình của con và cho cô ấy một niềm hạnh phúc chu đáo nhất của có thể ạ. Thưa quý vị, thật khó mà nói người mẹ nào đúng, người mẹ nào sai, tại vì ở đây không có người mẹ nào sai cả. Người mẹ nào cũng vì con mình phải quyết liệt như vậy để bảo vệ con mình. Mẹ Dung cũng có quyền tự hào về con trai của mình. Không dễ gì một chàng trai vì hoàn cảnh gia đình đã từng mất phương hướng, không chăm lo cho bản thân mình, đã vực dậy, bắt đầu tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống để mong muốn vươn lên. Đó là điều tuyệt vời. Không có độ tuổi nào là trễ cả. 28 tuổi vẫn còn đầy đủ sức khỏe, tinh thần và thậm chí sự hỗ trợ tuyệt vời của mẹ. Mẹ đơn thân mà mẹ lo được cho mình một căn nhà để của hồi môn sau này là phải quá tuyệt vời rồi, đúng không? Mình phải hiểu điều đó để cố gắng hơn nữa. Tại vì một mình mẹ đã vượt qua biết bao khó khăn sóng gió để có thể mạnh mẽ đứng ở đây nói những điều đó, tất cả là vì con, thì cái trách nhiệm của em lớn lắm. Đó chính là phải tận dụng tất cả những khoảng thời gian còn lại để báo hiếu cho mẹ và mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà em yêu thương. Em hạnh phúc, mẹ mới hạnh phúc. Cố gắng lên. Dạ. Ha. Còn chàng trai còn lại, còn gì tuyệt vời bằng khi một người đàn ông lập thân lập nghiệp, trau dồi kiến thức của mình, đầu tư cho việc học để sau này mở mang tầm mắt, mở mang tầm nhìn và mang lại hạnh phúc chẳng những cho người phụ nữ mà anh ấy yêu, mà còn mang lại sự yên tâm cho gia đình hai bên nữa. Vậy thì rõ ràng là ở đây một bên là ý chí quyết tâm, một bên là nền tảng kiến thức và sự nỗ lực, bên nào cũng có lý do để mình chọn cả. Quan trọng là mẹ nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Ngay bây giờ, một tràng vỗ tay cho cả hai chàng trai, mời hai bạn vào trong để chuẩn bị cho kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, thật sự phải nói, màn đại chiến tơ hồng nào cũng căng thẳng cả. Và xin lỗi quý vị, nếu như quý vị cảm thấy những người mẹ ở đây đang tranh cãi với nhau vì con của mình, điều đó chẳng có gì sai. Trong lòng của những người làm cha làm mẹ, con mình luôn luôn là số 1, con mình luôn luôn là cục cưng hoàn hảo. Chính vì vậy,
Nếu ai đã từng làm cha làm mẹ sẽ hiểu vì sao họ lại quyết liệt như vậy. Giờ đây, để xem nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Trước khi mẹ nhà gái đưa ra quyết định cuối cùng, tôi muốn hỏi lựa chọn của hai quân sư hai bên. Anh họ, anh chọn ai hẹn hò với em gái của anh? Dạ, theo em thì chọn số 3 đi. Chọn số 3 là con của mẹ Mai. Dạ. Lý do? Lý do em chọn bên gia đình số 3 tại vì em nó có đủ điều kiện. Cái thứ nhất là tài chính, em đủ điều kiện. Cái thứ hai là em là dược sĩ. Thì dù là bé Ngân có đi diễn về như có cảm hay có bệnh hay có cái gì đó có thuốc uống. Dạ, có thuốc uống. Thì em ấy về, cái đầu tiên tài chính có, cái thứ hai sức khỏe có. Thì cuộc sống chỉ cần hai đó thôi, tài chính và sức khỏe. Thì đúng, em cứ quá đủ điều kiện. Anh họ chọn con của mẹ Mai. 1-0 đang tạm nghiêng về mẹ Mai. Còn bản thân thì sao? Nếu như mà cho em được lựa chọn thì em nghĩ là em sẽ chọn mẹ thứ nhất. Chọn mẹ Dung. Vì sao? Với em á, tuổi tác á, nó không có quan trọng. Nghề nghiệp cũng vậy. Quan trọng là hai đứa có thật sự là chung thủy với nhau hay không, và hai đứa có cùng cố gắng với nhau hay không. Nếu như mà hai người cùng cố gắng và bước lên trên một con đường dài, thì em tin chắc rằng là hai bạn sẽ có một cái hạnh phúc dài sau này. Dạ. Chúc mừng con mẹ Dung. Một điều hồi hộp căng thẳng. Tỷ số giờ đây là 1-1. Người quyết định là mẹ Thảo. Bây giờ đã đến lúc mẹ Thảo đưa ra quyết định. Đâu là cậu con trai của gia đình mà mẹ cho phép hẹn hò với con gái của mình? Xin mời mẹ Thảo bắt đầu. Người mà gia đình chúng tôi quyết định cho phép con gái tôi hẹn hò là gia đình của mẹ Mai, con Tiến Đạt. Vui lên nào. Yeah. Dạ, chúc mừng Tiến Đạt. Cảm giác như thế nào khi được mẹ vợ tương lai lựa chọn? Em cảm thấy rất là bất ngờ và hồi hộp và cũng như ý muốn em. Tại sao bất ngờ? Tại vì giữa hai bạn tranh đấu thì em thấy em có một điểm yếu là em bị nhỏ tuổi hơn, thì chưa có dày dặn kinh nghiệm như bạn trước. Đó, nên là con rất là vui mừng và hạnh phúc, nên cảm ơn mẹ nhiều ạ. Mẹ ơi, lý do mẹ đưa ra quyết định lựa chọn Tiến Đạt vì sao thưa mẹ? Gia đình cùng hội ý nhau là Tiến Đạt có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Gia đình cũng có cơ bản, cháu lại phấn đấu học được hai nghề. Đấy, nên là vẫn tham gia người mẫu và cùng cả cái nghề dược. Tương lai của con gái của nhà mình có cái vững vàng hơn, biết yêu thương vợ thế là rất tốt. Đã, mình quyết định là dù hai cháu là tương đương tuổi với nhau, nhưng mà cháu Đạt lại có ý chí phấn đấu như thế là mình sẽ chọn cháu cho con gái mình. Dạ. Mà ở đây mẹ biết cái lợi thế là gì không? Lắng nghe trái tim mình. Bây giờ em sẽ có hai quyết định để đưa ra ngay lúc này. Một, sau tiếng đếm 1, 2, 3 của anh Hiếu, nếu như em đồng ý với lựa chọn của gia đình mình thì di chuyển lên vị trí trên đó, nắm tay của Tiến Đạt, màn kết đôi ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em vẫn chưa đông đầy cảm xúc và còn cái điều gì lấn cấn thì đứng tại chỗ, màn kết đôi không thành công. Sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Nào, chúng ta cùng đếm nha. 1, 3. Thì thật sự mà nói thì tới tận chương trình bây giờ thì người mà để lại cho em cảm xúc như là ấn tượng nhất
thì vẫn là gia đình anh Thắng, gia đình số 2 hồi nãy. Ồ. Anh chàng ca sĩ. Dạ đúng rồi. Tại sao em lại nghĩ vậy? Tại sao không cho một cơ hội để tìm hiểu hai gia đình còn lại ở đây? Dạ thì anh biết mà, cái tiếng sét ái tình thì nó chỉ đi qua một lần thôi. Thì lúc mà anh say ra thì em đã có cảm giác, thì em cũng đã thuyết phục mẹ. Mẹ cũng là nói với em là cho hai gia đình này một cơ hội. Thì em cũng cho, nhưng mà em cảm giác là không có cảm xúc gì nhiều. Với cả là xét về những cái tiêu chuẩn của em thì gia đình số 2 là cái anh Thắng là phù hợp với em nhất. Cả về độ tuổi, lẫn tài chính, lẫn sự tử tế này kia. Còn so với anh Đạt mà gia đình em chọn ở đây thì em cảm thấy là không có phù hợp với bản thân em lắm. Nên là không phù hợp với điều mẹ mong muốn. Dạ đúng rồi. Rõ ràng cái này phải bênh vực mẹ Thảo. Có đứng gần em á mới thấy cái cảm giác khi mà bạn Thắng xuất hiện. Thì cảm giác bà này ngộ lắm. Hồi nãy như con nói với mẹ, tự nhiên cảm giác thế lạ. Khoái mà sướng mà kiểu hân hoan mà kiểu hào hứng thật sự. Cái đó là Hiếu có thấy. Nghĩa là vẫn không mở lòng được với Tiến Đạt. Anh nghĩ rằng là tương lai tươi sáng, gia đình có điều kiện hết, ba mẹ yêu thương con và rất là chăm học. Thì điều kiện thì vẫn ok, nhưng mà nói chung là về mặt tình cảm mà mình mới có cảm xúc thì mình mới tới được, mình mới cảm thì mình mới xúc chứ. Đúng cảm không ạ? Thì đúng không ạ? Thì bây giờ em không có cảm thì sao mà hai tụi em xúc nhau được. Dạ. Yeah. À, sao em có ý kiến gì Giang? Dạ cho em hỏi một chút là với Hoàng Ngân, tại sao bà lại không chọn canh số 3 này? Tại vì đối với Giang thấy á, anh số 3 này cũng rất là tốt, gia đình cũng có điều kiện. Vậy thì tại sao Hoàng Ngân lại không thể chọn anh số 3 này? Thì không có cảm xúc. Thật là tuyệt vời với sự lựa chọn này của gia đình mẹ Thảo. Và rõ ràng là tiêu chí đầu tiên gia đình mình đặt ra là một chàng trai phải vững chãi hơn. Nhưng giờ đây rõ ràng với điều kiện gia đình và tất cả những thứ mà bạn đã thể hiện thì chứng minh rằng mặc dù ở độ tuổi 20 thôi, nhưng chàng trai này rất bản lĩnh, chăm học và đâu đó có đường hướng tương lai rõ ràng. Đầu tiên về xét về độ tuổi thì Ngân với lại Đạt ở đây cũng xem tuổi nhau. Thì người ta có câu là con gái lúc nào cái suy nghĩ nó cũng già hơn con trai hết trơn á. Với cả là một phần nữa là có thể là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. Tại vì là em cũng là ra đời từ sớm, xa gia đình, ấy là xa gia đình cũng tự lập. Thì cho nên là có nhiều cái em suy nghĩ thì nó sẽ, đôi khi nó sẽ không giống với lại những bạn cùng trang lứa. Cho nên em cần một người chín chắn, chững chạc cho em được những cái định hướng cho tương lai của em. Thì em suy nghĩ là bạn Đạt ở đây chắc là sẽ không thể nào làm được. Đó là tại vì sao em không chọn Đạt. Làm sao Ngân có thể nghĩ được là bạn ý không phù hợp và không làm được? Tại vì trong một mối quan hệ khi mà hai người tìm hiểu nhá, thì tất nhiên là mình phải trao cái cơ hội cho nhau. Và khi mà hai người tìm hiểu thì mới biết được cái kết quả là nó có hợp hay không mà. Vì đây là cái quyền lựa chọn. Vì bây giờ gia đình cũng đã lựa chọn là được cái bạn số 3 này rồi. Và Giang cảm thấy là từ đầu chương trình cho đến bây giờ, Giang cảm thấy cái bạn số 3 này khi mà xuất hiện ra, Giang cảm thấy bạn ấy cũng rất là tốt. Tuy cái tuổi của bạn ấy rất là trẻ, nhưng Ngân Linh nhớ đó là tuổi của bọn mình cũng đang xem với bạn ấy. Và mình cũng đang rất gặp tình yêu. Và ngày hôm nay khi Ngân đứng ở đây thì Giang nghĩ là Ngân lên suy nghĩ lại về việc có lên chọn bạn ý hay là không. Vì đây là tình cảm mà giữa Ngân và bạn ý cùng quyết định và cùng đưa ra sự lựa chọn là hai người cần cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu cho nhau mà. Vậy Giang hỏi Ngân một lần nữa là quyết định của Ngân cuối cùng là Ngân sẽ lựa chọn như thế nào? Vẫn là số 2. Ngân đã chắc với điều đó chưa? Chắc. Giang có thể xin phép chương trình cho Giang có thể lên vị trí của Tiến Đạt được không ạ? Cái gì đây? Sẵn sàng thôi. Có cần anh mời Tiến Đạt xuống giùm em luôn không? À dạ được chứ ạ. Xin mời. Mời Tiến Đạt xuống vị trí giữa sân khấu nào. Wow, cái gì đây? Rồi. Chào anh. Thì Giang để ý anh là từ đầu chương trình cho đến bây giờ á. Thì thì Giang cảm thấy là với anh á, hay là mình xưng bạn đi ha. Mình xưng bạn đi tại vì mình cũng bằng tuổi với nhau thôi. Thì Giang thấy bạn khi mà từ đầu chương trình xuất hiện cho đến bây giờ thì Giang cảm thấy là những cái lời nói của bạn này và gia đình bạn thuyết phục rất là tốt. Và Giang cũng hiểu được điều đấy. Thì không biết là bạn của mình đã từ chối bạn rồi
thì không biết là có thể cho ra một cơ hội để có thể tỏ tình với bạn được không ạ? Trước tiên Đạt xin chào Giang ha. Đạt đã cảm ơn Giang vì đã trao tình cảm này cho Đạt. Nhưng mà Đạt cũng xin lỗi Giang, trái tim Đạt đã lỡ rung vọng với bạn rồi. Đạt không thể nào mà tiếp nối một cuộc tình mà như vậy. Nghe lời anh trai đi. Nghe lời anh trai. Nghe lời anh đi. Nghe lời anh trai đi. Anh trai là đàn ông, anh trai biết. Nếu như em trai nãy á mà đồng ý á với bạn em á thì thua. Nhưng em trai vẫn quyết định chọn em dù em không chọn anh ta. Nghe lời em trai. Bạn Giang thì sao? Thật ra á thì Giang làm vậy cũng là do một phần là sự thông đồng từ gia đình của mình. Là Giang muốn một phần nào đó muốn thử lòng bạn trai này xem là bạn ý có thật sự là muốn đến Vĩnh Ngân hay không. Và bạn ý có thật sự là muốn đem cái trái tim, đem cái tình cảm và muốn một lần nữa là để tìm hiểu nhau và cho nhau một cơ hội một lần nữa để có thể tiến xa hơn nữa. Thật ra thế này nè Ngân, anh thấy cái điều này thú vị, anh cứ tưởng rằng là Giang có cảm tình với chàng trai này thật. Thật ra nếu mà Giang có cảm tình với chàng trai này thật là anh ra sức thuyết phục đấy. Là tại vì hiếm khi một gia đình nào có điều kiện mà con trai chịu ăn học đến nơi đến chốn. Và bạn không phải là một người xe xua, ỷ lại trong cách nói chuyện và thuyết phục, vẫn rất là từ tốn. Nhà giàu mà không có khoe em giàu bao giờ cả. Và mang đến cả một hộp thuốc, chứ không phải là một thỏi vàng hay là một cuốn sổ đỏ hay là một cái gì để chinh phục cả. Mà mang đến một hộp thuốc tượng trưng cho cái công việc bạn ấy hướng đến tương lai và tượng trưng cho sức khỏe. Anh thấy rằng nó rất là hay và ý nghĩa. Cho nên cứ lắng lòng mình lại đi. Tại vì anh biết mong muốn của mình là một chàng trai chín chắn và trưởng thành. Đối với anh, chín chắn và trưởng thành của một người đàn ông không phải vẻ bề ngoài mà là tư duy của bạn ấy, về tầm nhìn xa của bạn ấy. Thì rõ ràng anh nghĩ rằng em lắng lòng mình lại. Gia đình cũng đã lên hết rồi. Dạ thưa mẹ Thảo ơi, cái màn này có mẹ đạo diễn trong đó không? Nè, trong gia đình cũng có cái sự bàn bạc. Cho mẹ đạo diễn hả? Con Ngân, con cứ thử chấp nhận đi rồi hai đứa cùng tiến lên một bước nữa. Ây da, Ngân à, mẹ đã ra tay rồi đấy. Thậm chí là anh họ cũng như là bạn thân nhất của em, tất cả những người ở đây. Con cứ mở lòng đi con. Mẹ nào thương em bằng mẹ Thảo, anh nào lo cho em bằng anh họ của em, và bạn nào mong muốn em hạnh phúc bằng Giang. Con đã khép lại lòng bao nhiêu giờ, con mở lòng đi, để cởi mở đi con. Nhớ em để... gái, thuốc uống là bao la, không tốn tiền. Thì trước khi mà em đưa ra quyết định cuối cùng thì em có muốn hỏi Đạt một câu như vậy. Thì cái dự định tương lai của anh á, là sau này anh vẫn tiếp tục cái công việc làm màu ảnh, hay là anh sẽ lui về làm một công việc nó sẽ có sự ổn định hơn, hay là vẫn là màu ảnh như vậy thôi? Bởi vì gia đình anh đã có công việc ổn định rồi thì anh chỉ cần nói tiếp thôi. Còn nghề tay trái anh vẫn muốn bước tiếp con đường màu ảnh của anh. Và là hai ngành song song. Thì em cảm như thấy như thế nào ạ? Nó cũng vừa nghệ thuật và vừa có tài chính ổn định. Dạ thì cho em xin vài giây để suy nghĩ là. Nào suy nghĩ đi. Suy nghĩ gì nữa em? Bây giờ nói em à, em trai cũng dễ thương. Em trai đó tuy nhỏ nhưng em trai có những cái suy nghĩ riêng của em trai. Anh để ý nha, lúc mà tỏ tình á, lúc cái hành động mà tỏ tình á, cái anh chàng mà 28 tuổi á, anh thấy không bằng anh chàng này nha. Anh chàng này dùng những cái mộc mạc đó, không cần phải quỳ, quỳ nó sến lắm. Thế anh chàng này dùng những cái lời mộc mạc rất là hay, có riêng của anh ta, đúng không? Không phải nhỏ đâu, tuổi nhỏ thôi. Thấy đi mà, trời ơi. Cùng nghề em nữa, có thông cảm em nữa mà. Vừa tài chính có, sau này yêu theo nghề vô em nó làm người mẫu đi, người mẫu em nó theo không được thì sao, em cũng sống được vậy.
làm dược sĩ, đúng không, đúng không? Dạ rồi. Thì ok, em sẽ cho bạn một cơ hội cho bạn đem một cái liều thuốc đồ chữa lành cho team của em ha. Yeah, chúc mừng. Đúng ý gia đình. Dạ mời mẹ lên thôi ạ, mời mẹ. Đúng ý gia đình. Dạ mời mẹ. Thật ra anh nói cái này nha Đạt. Dạ. Thật ra hôm nay có lẽ anh đang cảm giác Ngân đồng ý với lựa chọn này là vì gia đình của mình nhiều hơn đấy. Vì gia đình của mình nhiều hơn. Yeah, đúng. Em sẽ cố gắng trong tương lai sẽ Ngân sẽ là người tự lựa chọn em. Thấy người ta nói chuyện chưa? Cho nên cứ cho mình một cơ hội đi Ngân. Là tại vì rõ ràng nếu mà trái tim của mình đã bị khô héo lâu quá rồi thì cũng cần phải một liều thuốc nào đó. Nó có đầy đủ vitamin và khoáng chất để hồi sinh lại cái sự tươi mới trong tình yêu. Và anh tin rằng cứ trải nghiệm thôi, sân chơi này mình có cơ hội hẹn hò nhau không có nghĩa là mình đi đến cuối cùng. Các bạn hoàn toàn tự do, tự chủ hẹn hò, tìm thấy điểm chung và đi tiến xa hơn nếu các bạn thấy cần thiết. Còn nếu không, chả sao cả, là một cơ hội để mình bén duyên với một điều mình chưa từng nghĩ rằng phù hợp với mình. Anh nghĩ rằng đây cũng là điều thú vị của cuộc sống. Vậy thì chúc cho hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu lý tưởng. Chúc cho hai bà xui tương lai mình làm quen với nhau hai gia đình để mình mang lại nhiều tiếng cười và hạnh phúc cho nhau, được không ạ? Xin chúc cho quý vị khán giả với cái kết thật dễ thương ngày hôm nay sẽ giúp quý vị đâu đó cảm thấy thật sự tuyệt vời để luôn luôn nhớ khung giờ 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 để đến với chương trình Đại Chiến Tơ Hồng. Và đừng quên khung giờ này tuần sau chúng ta lại gặp nhau. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi dành cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.